và các nền tảng số của báo giác ngộ cơ man ngôn luận. Và cung thỉnh chư tôn đức tăng ni đại chúng quan điểm khởi thân trang nghiêm để hướng về giáo hội Phật giáo Việt Nam sáu nghi thức tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và tử vong trong đại dịch Covid-19 và phát quà cho những tăng sự trung ương giáo hội. Kính giới thiệu Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trưởng ban tổ chức đại lễ. Kính giới thiệu Hòa thượng Hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Kính giới thiệu Cố vấn ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban thường trực ban trị sự và thành viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn, phó trưởng phân ban ni giới trung ương, trưởng phân trực trân trọng kính giới thiệu. Về phía lãnh đạo các cơ quan nhà nước trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trân trọng giới thiệu bà Phan Thị Thắng, ủy viên ban thường, trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bạch Mai, thành phố Hồ Chí Minh, mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Lượng, phó trưởng ban tôn giáo cũng như các cơ quan ngôn luận của nền tảng của Phật giáo đã đến tham dự và đưa để mọi người chúng ta cùng ngồi lại dưới chẳng may đã qua đời trong đại dịch Covid-19. Vô cùng ý nghĩa và cảm động, chúng con xin niệm ơn Hòa thượng. Kính bái bạch chư tôn dân tộc Việt Nam với Phật giáo Việt Nam. Và hôm nay sự có mặt ban tổ chức giờ phút này xin được trân trọng muốn lắng nghe lời phát biểu của lãnh đại diện lãnh đạo thành phố Hồ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, trước nhất tôi xin ghi nhận ban tổ chức đảnh lễ niềm ơn đức cao quý của đức đại lão hòa chủng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sanh linh qua khổng ma đường.
Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Một lần nữa buổi lễ khai mạc đến đây đó. Hy sinh trong đại dịch Covid-19 tại đây. Giờ này xin toàn thể và giờ phút này đoàn nghi thượng thuộc ban nghi lễ giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo cấp cao của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chuyên môn giáo Phật, đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 được thiết lập tông quốc tự để tăng ni đồng bào Phật tử thành phố Hồ Chí Minh có dịp về viện Phật giáo Việt Nam, chư vị khách quý quan lâm để tiên hương sái tịnh văn chương. Đồng bào tử vong do đại dịch Covid-19 được tiếp chư vị công đức phó ban điều trị Phật giáo thành phố, xin trân trọng kính mời bà Pháp sư Thác, ông Lê Hồng Năng, ông Lương Minh Châu và bà thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Thủ Đức